Dạ, con cảm ơn bác thợ rèn rất là nhiều. Cảm ơn bác đã lì xì cho con. Dạ, cảm ơn bác. Trời ơi là trời, mấy bạn ơi, mấy ngày Tết của mấy bạn như thế nào? Mấy bạn đã kiếm được nhiều tiền lì xì chưa? Riêng Phong là Phong kiếm được quá trời tiền lì xì luôn nè mấy bạn ơi. Bạn coi nè, đó, nhiều chưa, nhiều chưa. Hey, không biết là trong đống bao lì xì này cộng vô sẽ được bao nhiêu tiền ta. Nhưng mà chắc là sẽ được nhiều lắm luôn đây. Tại nhiều bao lì xì đó như vậy mà. Hey, còn mấy bạn Tết mấy bạn được lì xì bao nhiêu tiền? Hiểu bạn nhớ bình luận ở bên dưới cho Phong biết nha. Nhớ bình luận là số tiền các bạn đã được kiếm được trong mấy ngày Tết là bao nhiêu nha các bạn nha. Ủa trời, chắc có nhiều bạn gọi là được lì xì nhiều lắm luôn á. Còn bây giờ mình phải về mình khoe đóng lì xì này với Sam với lại Camu mới được. Ok. Hình như là hôm nay bà chị Camu, chị Camu cũng qua bên nhà mình để gọi là chơi thì phải. Ừ đúng rồi, hay là mình qua mình xin lì tiền lì xì của Camu luôn ta. Hợp lý. Ok, vô xin lì xì luôn coi. Hôm nay ăn gì ta? Hello mọi người. Chị Cam ơi. Thôi. Năm mới em chúc chị càng ngày càng đẹp hơn và càng ngày càng cao hơn. Lì xì cho em đi chị. Quá. Em chúc chị xong đúng không? Chị thấy trên tay em có lì xì là em định cho chị đúng không? Trời cưng thế. Trời. Ê bậy nha. Chị không lì xì cho em thôi, chắc mới em phải lì xì cho chị. Chị lớn hơn em mà. Cái này là bao lì xì em mới xin được bác thợ rèn á, còn lâu em mới cho chị tào lao. Nhưng mà theo lý thuyết là người nào kiếm được nhiều tiền hơn thì người đấy sẽ lì xì cho người kiếm được ít tiền hơn. Chị ít tiền hơn em mà em lì xì cho chị là đúng rồi. Thôi chị xạo quá, chị mà kiếm ít tiền hơn em xạo thôi, mệt chứ không lì xì thôi. Ê sao ơi, hôm nay tôi kiếm được nhiều tiền lì xì lắm nè. Trời đất ơi, nhiều lắm mà, cho tôi xem coi nè. Đâu? Nè coi nè, tôi để trên bàn cho bà coi nè. Một nè ấy, con mèo này ra chỗ khác coi, không hiểu đâu sáng giờ có con mèo màu đen đi theo tôi hoài à. 2 nè, đó, 3 nè, 4, trời, 5, ơi. Đấy, nhiều chưa, có 6, 7, 8, trời vậy? Nhiều chưa, cái này á, tiền lì xì của tôi á, ghê chưa. Sao mày lại, chị bảo, mình là con gái thì, hiểu chưa. Ủa, nói gì vậy? Ủa, hai cái bà kia. Hai cái bà tự nhiên thấy tiền lì xì của tôi cái là nói cái gì với nhau đó, tính ăn trộm tiền lì xì của tôi hả? Trời ơi, ai nói gì đâu, thấy tôi nói nè Phong ơi, tới đây tôi nói nè. Vậy bây giờ tiền lì xì ông là của ông đúng không? Đúng rồi, tiền lì xì của tôi là của tôi chứ còn của ai nữa. Thì đó, thì tôi có nói gì đâu, nhưng mà biết sao không? Sao? Tiền lì xì nhiều lắm, bây giờ tiền ông mà có 8 bịch đúng không? Nhưng mà chắc gì ông đã xài hết 8 bịch đúng không? Thôi để tôi giữ bớt cho ông, đó, để ông đỡ xài tào lao. Ông cần là tôi sẽ đưa tiền nha ông. Đó. Không được nha. Cái này là tiền lì xì của tôi. Cái này của tôi là 8 cái bao lì xì này, mỗi cái 100.000 đi là tôi sẽ được đến tận 800.000 lận. Tôi ngu tôi đưa cho bà. Bà tính dụ dỗ tôi hả? Trời đất ơi, tôi không có dụ dỗ gì ông hết trơn á, biết sao không? Trời đất ơi, ví dụ nhà, tiền nước, tiền cửa để tôi lấy tiền này tôi trả cái gì đâu. Bây giờ ông cần bao nhiêu là tôi đưa ông bấy nhiêu được không? Rồi nha. Rồi nha. Từ từ. Ui, đập ghê. Ok. Rồi, tính vậy nha. Ê. Đúng rồi. Ê, Sam, bà có chắc là khi nào tôi đòi lại là bà sẽ trả lại cho tôi không đó? Trời ơi, chắc chắn, uy tín là trên hết mà. Đem tôi đi nha. Thôi, Camu đi chơi với em nè, Camu. Đi chơi. Đi tiếp. Ủa kỳ à? Ủa khoan các bạn ơi, sao nhìn thấy quen ta? Ngày xưa mình sống chung với mẹ mình cũng kêu rằng là con đưa tiền lì xì đây mẹ giữ cho. Bây giờ mình ở chung với Sammy cũng bảo như vậy. Ủa kỳ ta. Thôi nhưng mà chắc là Sammy khác, không giống mẹ mình đâu. Mẹ mình là con đưa tiền lì xì mẹ giữ cho, rồi khi nào con cần thì mẹ trả lại, nhưng mà khi nào mẹ trả thì chưa biết. Còn Sam mày chắc không giữ của mình luôn đâu ha. Sam mà chắc chắn sẽ trả cho mình mà. Thôi không sao đâu. Thôi con mèo đen mày đi ra chỗ khác, con mày đi theo tao hoài vậy. Ủa, tự nhiên không nguyên ngày hôm nay có nguyên con mèo đen đi theo mình đó bạn ơi. Cái gì kỳ ta. Ôi, bình thường á người ta hay bảo là con mèo đen đi theo là nguyên là xui xẻo lắm luôn các bạn. Mày ra chỗ khác á con mèo đen. Ôi, thôi mình phải đi vòng đi kiếm thêm tiền lì xì mới được. Ok. Ôi chán quá à. Sáng giờ đi vòng hoài mà không có ai lì xì thêm hết các bạn ơi. Chắc là mọi người bận đi chúc Tết hết rồi, cho nên là không còn ai lì xì cho Phong hết. Anh Dịch cũng không thấy đâu hết. Anh Dịch từ sáng giờ chưa lì xì cho Phong nè. Thôi nhưng mà thôi không sao, đợi anh Dịch về là mình đòi lì xì sao. Còn giờ mình vô mình chơi game thôi. Hay. Ủa mà khoan, chết rồi, mình quên mất tiền lì xì của mình đưa cho Sammy hết rồi, mình đâu còn tiền đâu mà chơi game được nữa. Ôi chắc phải về nhà xin Sam lại 100.000 để đi chơi game mới được. Trời ơi trời, mình muốn chơi game muốn chết luôn mà không có tiền nè. Ôi phải về nhà xin mình xin lại mới được. Ê ui kìa,
Mày thấy sao mày kìa? Ê, ok, để qua xin mới được à. Ai, đó, sao mày ơi? Thấy không? Cái tivi này nó đẹp thật sự luôn đó Sam. Trời đất ơi, em làm sao có tiền? Trời đất, may mà có tiền là chị không phải mua được cái tivi to này luôn á chị. Ui. Trời đất ơi. Chị ơi, một cái nữa thôi. Mua với, mua với. Ai, ai, hai người kia. Ôi, ôi, hai người kia. Gì vậy? Ủa, tiền ở đâu hai người mua tivi vậy? À, tiền tiết kiệm. Trời đất ơi, tiền tiết kiệm. Tiết kiệm của chị của tôi. Tiền lì xì của Sam với chị Camu mua tivi này hả? Đẹp quá. Đúng vậy rồi. Wow. Ui, mấy người còn mua thêm mấy cái thùng đồ như này. Wow, nhiều đồ quá vậy, xịn quá vậy. Trời ơi, đồ đắt tiền không á. Trời ơi, ở bên trong cái thùng này chắc là gọi là mấy cái máy tính 100 triệu hoặc là điện thoại iPhone 12 đồ đúng không? Trời ơi, nhìn ui, xịn sao quá. Sao không biết hay vậy? Ủa, trời đúng không hả? Ơi. Wow. Trời ơi, hai người giàu quá nha. Vậy mà tôi xin tiền lì xì, không chịu lì xì cho tôi. Thôi mà thôi không sao, tôi không cần tiền lì xì nữa. Ê Sam ơi, bà có tiền lì xì của tôi hồi sáng nay tôi đưa cho bà. Bà trả tôi đi, tôi chơi game xíu. Tiền lì xì hả? Đúng rồi, tiền lì xì sáng nay tôi đưa bà. Mới sáng nay bà quên đây. Ủa có hả? Có. Ủa Sam ơi, sáng nay mình có gặp Phong hả? Ủa có đâu ta, có gặp Phong đâu ta? Có mà. Tính ra thì sáng nay là hai người đang đứng nói chuyện với nhau, tôi vô tôi khoe tiền lì xì, cái hai người lấy luôn tiền lì xì của tôi luôn. Hai người kêu hai người giữ giùm thôi mà, sao tự nhiên giờ hai người không nhớ với vậy? Ủa có người ta. Ủa tự nhiên quên chỉ nhớ rồi chị ơi. Chị nhớ, chị cũng ở sáng nay mình có gặp Phong. Chị nhớ không có gặp Phong mà ta. Ừ, có trời đất ơi, thôi. Ủa, có gì đâu mà mang đồ về đi em ơi, mang đồ về đi em ơi. Không nhớ gì hết, thôi lúc nào tôi nhớ là tôi trả lại, nhưng bây giờ tôi chưa nhớ. Ủa? Đúng rồi, chị làm chứng này làm gì có đâu, chị đi với sao từ sáng đến tối luôn á. Này, tôi nhớ, đi thôi. Chị nhớ à. Trời, hai cái người này, trời mấy bạn ơi, tự nhiên không, hai người này lấy tiền lì xì của mình xong hai người này kêu hai người không nhớ hết trơn vậy trời. Vậy có nghĩa là mình mất tiền lì xì rồi hả? Không chịu đâu. Trời ơi, tiền lì xì của tôi từ sáng đến giờ tôi đi xin hoài mới được. Trời, cái con mèo này mày đi theo tao hoài. Ôi trời ơi trời, đúng thật mấy bạn à. Người ta nói á là con mèo màu đen mà nó đi theo mình là mình sẽ gặp xui xẻo thiệt, gặp xui xẻo thiệt luôn. Đầu năm đầu tháng mày ra chỗ khác giùm tao ơi, đừng đi theo tao nữa. Trời ơi trời, không biết là con nồng nọc béo phì đâu mà nó không đi theo mình, mà cái con mèo cứ theo mình hoài, ra chỗ khác đi. Ây, trời ơi trời, mất tiền lì xì rồi mấy bạn ơi. Trời ơi không được, như vậy là không được. Thà rằng nha, là mẹ mình lấy tiền lì xì của mình thì mình không tức, còn đằng này bà Ca Mui và Sammy dám lấy tiền lì xì của mình, không thể nào chấp nhận được. Mình phải tìm mọi cách để lấy lại tiền lì xì của mình mới được. Không được. Mình phải tìm cách thôi. À đúng rồi, bên nhà bên cạnh có một mụ phù thủy, mình sẽ qua bên đó mình nhờ bà phù thủy này làm cho mình một gọi là bình thuốc phép thuật để giúp cho mình lấy lại tiền lì xì. Đúng rồi. À, cách này rất là đơn giản. À, lần này hai người chết, hai người với tôi dám lấy xì tiền lì xì của tôi. Dạ cảm ơn ngài pháp sư rất là nhiều, ngài pháp sư đã giúp cho tôi lần này. Tôi hứa nếu như tôi lấy lại được tiền lì xì tôi sẽ chia cho ngài một nửa. Cảm ơn ngài. Ok mấy bạn ơi, mình mới vừa nhờ ngài pháp sư chế tạo cho mình một loại bủ bối phép thuật. Các bạn thấy cái gì trên tay của mình không? Đó chính là một cái kèn đó các bạn. Đấy, bây giờ mình chỉ cần thổi cái kèn này lên thì bọn mình sẽ có một điều đặc biệt xảy ra. Mấy bạn muốn xem không? Đây, mình sẽ làm cho các bạn xem nha. Hãy xem đây. 1 2 3. Bum. Đó, rồi mấy bạn ơi, mấy bạn thấy mình biến thành cái gì chưa? Đây, đây, từ từ mình ra chỗ rộng rộng cho các bạn thấy, chứ trong đây chật quá. Trời trời, ôi mấy bạn coi mình nè, mình đã biến thành một con bò điên mấy bạn ơi. Bạn coi nè, đó mình chạy nè, bạn coi mình chạy cực kỳ nhanh luôn nè, đó, và mình nhảy cực kỳ cao luôn, bạn coi nè. Ơi bum, đó mình dậm xuống cái thôi là lũng đất luôn, các bạn thấy ghê không? Nè coi lại nè, ơi sai bum, rồi lũng đất luôn. Ê, còn trên nóc nhà nữa bạn coi nha, mình nhảy lên nóc nhà cho bạn coi nè. Đúng, trời ơi bạn thấy ghê chưa? Bây giờ là Phong đã trở thành một con gọi là một con bò điên rồi đó. Bây giờ ai mà dám lấy tiền lì xì của Phong là Phong sẽ dí theo Phong hút. Ơi, Phong hút bởi tường luôn cho bạn coi nè. Bum. Ủa sao không được? Ủa khoan từ, trời chắc là mình chạy chậm của mình chưa hút tung được bởi tường. Tí nữa mình sẽ hút thử lại. Ok rồi. Nhưng mà bây giờ mình đã biến thành con bò điên rồi, mình sẽ đòi lại tiền lì xì của mình mới được. Tức quá. À, tôi thấy hai chị em
người đã lấy tiền lì xì của tôi đang ngồi uống, gọi là ăn bánh kem, gọi là uống trà sữa kìa các bạn ơi. Trời ơi là trời, tức quá mà lấy tiền lì xì của mình đi uống trà sữa. Nhầm. Hai người kia. Này thì ngon quá nè. Hai người kia. Hôm nay tôi đến đây là để gọi là lấy lại hòa bình cho thế giới, gọi là đòi lại công bằng cho tất cả những bạn fan đang bị ba mẹ lấy lại tiền lì xì. Hai người trả tiền lì xì cho tôi nhanh lên. Ủa cái gì vậy? Mình có lấy đâu? Không hề lấy đúng không? Thì kỳ ghê á. Thôi bây giờ chị ngồi xuống em mua trà sữa chị uống tiếp nha. Chú quá. Trà sữa. À, hai người này láo quá bạn ơi. Mình kêu trả lại tiền lì xì cho mình không chịu trả luôn, còn dám gọi là giả bộ không nhớ mình là ai nữa. Được, được lắm. Vậy xem sức mạnh của ta đây. Ôi, cây kèn của con bò điên. Thôi. Bùm. Các người thấy ta là ai không? Xin giới thiệu với các người. Ủa sao hồi nãy mình biến mà thấy mình to mà ta sao giờ người mình nhỏ xíu vậy trời? Ủa kìa. Ủa hai người kia. Hai người có trả tiền lì xì với tôi không? Nếu không thôi tôi hút hai người á. Được rồi. Con bò này nó to quá dữ hả các ơi. Chị gì gì mua tới gọi là tới đo chiều cao các ơi đây nè. Trời ơi con thấy nó đáng sợ quá. Trời ơi. Trời ơi trời. Ôi trời, sợ quá. Sợ quá rung quá. Hai người không sợ tôi hả? Trời ơi. Hai người này. Ủa khoan các bạn ơi, sao hồi nãy tự nhiên mình biến mình to mà sao giờ mình biến người mình nhỏ xíu ta? Trời ơi trời. Ủa mà khoan, hình như hồi nãy mình nhớ bà phù thủy bà nói cái gì thì phải. Bà nói rằng là khi mà muốn gọi là biến cho cơ thể to lớn hơn thì phải gọi là phải trong lúc tức giận thì cơ thể của mình mới đột biến gen thì mình mới có thể gọi là mạnh mẽ hơn được, cũng giống như là trong phim Bảy Viên Ngọc Rồng á bạn. Đó, Son Goku gồng lên la lên cái là sẽ bị gọi là cơ thể sẽ mạnh mẽ hơn. Ừ đúng rồi ha, hồi nãy mình mới nghe bà phù thủy bà nói như vậy. À ok hiểu rồi. Bây giờ mình sẽ nghĩ về cái chuyện mà chị Kamui với Sammy lấy tiền lì xì của mình để cho mình tức giận lên mới được. Ok, suy nghĩ. Kamui đã lấy tiền lì xì của mình, Sammy đã lấy tiền lì xì của mình. Ê sao cảm ơn mình đi mua thêm đồ đi, tivi là tủ lạnh này rồi các thứ thì em đi mua nhá. Trời. Ok, nhiều mà. Trời đất ơi. Còn dám mà. Còn dám lấy tiền của mình đi mua thêm tivi tủ lạnh nữa bạn ơi. Trời ơi trời, tức quá mà. Gầm lên. Bùm. Trời ơi trời. Bây giờ thì sức mạnh của ta cũng đã tăng lên rồi. Người thấy người của ta không? Người của ta bây giờ đã biến thành siêu to khổng lồ rồi. Bây giờ hai người có trả lại tiền lì xì cho ta không hả? Có trả không? Bùm. Hai cái người kia chạy đâu cho thét. Hai người không biết là tốc độ của tôi là nhanh nhất thế giới sao? Hãy xem đây. Chạy hả? Ôi trời ơi, chạy nhanh lên sao? Chạy hả? Chạy hả? Hút nè. Hút nè. Đúng rồi. Ủa trời. Trời ơi trời, hai người này chui nhà trốn mấy bạn ơi. Cái gì vậy? Đi ra ngoài nhanh lên. Trả tiền lì xì cho tôi. Trời ơi. Không có chìa khóa làm sao vào được bạn ơi. Nhà mình bạn ơi. Mở cửa ra. Trời. Hai người tưởng tôi không làm gì được hai người hả? Được, hãy xem đây. Gầm lên thêm lần nữa. Bùm. Rồi ok. Sợ thế. Dám sử dụng tôi hả? Ok, xem tôi nè. Bây giờ hãy xem tôi đây. Mấy bạn ơi, mấy bạn có biết gì không? Bà phù thủy bà nói với mình á là con bò của mình chạy rất là nhanh. Nhưng mà nó muốn chạy nhanh được á thì mình phải chạy một thời gian đã thì nó mới bắt đầu nó nhanh từ từ và nó nhanh lên được. Đó bạn thấy không? Tốc độ của mình bây giờ nó rất là nhanh luôn thấy không? Ok. Bây giờ mình sẽ chơi cái trò là mình chạy nhanh hết sức. Mình hút vô nhà bà Kamui cái là nhà bà Kamui sẽ nổ tanh bành luôn rồi đó. Mình sẽ vô mình đòi lại tiền lì xì của mình. Ok. Mình nghĩ là tốc độ như thế này là vừa đủ rồi đó bạn. Ok, chuẩn bị nha. Ấy. 1 2 3. Lủng cái nhà luôn rồi bạn ơi. Wow. Trời. Các bạn coi nè. Trời lủng cái nhà luôn ghê vậy. Ủa hai. Nhà tôi. Hai người đó chỗ thôi. Quay. Hai người kia. Chạy đâu cho khác. Bây giờ trời chạy nhanh quá ha, gồng lên tiếp. Ôi ghê quá. Trả tiền lì xì cho tôi. Ai ơi, hút nè, hút nè, hút nè, hút nè, hút nè. Rồi, trời đất ơi, mình tát. Rồi, tôi trả. Trả tiền lì xì đây cho tôi. Biết rồi, về nhà trả nè. Làm cái ghê vậy. Trời ơi, ghê quá.
trước khi trả tiền lì xì thì đền tiền sửa nhà được không? Ai ai ai, cái bà kia tính ra là bà là người nhốt tôi bên ngoài, bà lấy tiền lì xì của tôi, cho nên cái này là hình phạt của bà. Bà tự sửa đi, bà tự sửa đi, tôi không có sửa nhà cho bà đâu. Ai, nhưng mà khoan, bây giờ có trả tiền lì xì không hay là muốn hút thêm lần nữa? Thôi trả, trả. Ủa rồi à. Rồi ok, bây giờ nha, tôi nói nè, từ nãy giờ tôi thấy hai người đi mua nhiều đồ lắm, chắc là hết tiền lì xì của tôi luôn rồi đúng không? Hết rồi. Hết rồi hả? Ôi trời, tức quá mà. Tôi cho hai người gọi là 50 phút, à không, 50 phút hơi nhiều, 30 phút thôi, tôi cho hai người 30 phút phải mau mau đi gọi là xin tiền lì xì hoặc là đi bán đồ kiếm lại tiền lì xì cho tôi, sau đó đem vô cái rương trong nhà tôi để cho tôi, một tí nữa tôi quay về mà tôi không thấy đâu ha, là tôi sẽ hút hai người thêm lần nữa tin không hả? Tôi hút banh cho các tỷ. Trời ơi, biết rồi. Tôi nói cho hai người nghe nè, một tí nữa tôi không thấy tiền lì xì ha, tôi không nhẫn là tôi hút banh cái nhà bà Ca Mui mà tôi hút bởi luôn cái Cao Minh Hao, hút nét luôn cái ngôi làng này, tin không? Tin không? Trời ơi, sao không sao không hút cái nhà của bản thân đi? Ngu gì tôi hút như bể 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 nhà tôi ngu gì? Ê, nhanh nhanh nhanh, bỏ tí ra tôi hút á. Trời ơi, biết rồi. Trời ơi mấy bạn ơi, thích ghê luôn mấy bạn ơi. Hôm nay mình được bà phù thủy bà tặng cho một cái càn có hình cái sừng trâu. Giờ mình chỉ cần mình thổi cái càn đó lên thì mình sẽ biến thành một con trâu điên. Mình đi mình hút hút hút. Đó, mình đòi tiền lì xì của mình ấy. Trời ơi quá xịn sò con bò cười luôn ấy. Nhiều khi mình hút bởi luôn cái ga minh hao cũng được luôn mấy bạn. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu như anh em nào mà cũng có một cái nỗi buồn giống như mình, đó chính là bị ba mẹ lấy hết tiền lì xì. Em đừng để thì anh em đừng quên là hãy để cho video này được một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký hội cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của Sammy cùng với chị Ca Mui và các thành viên của Hero Team để đăng ký hội cho mọi người nữa nha anh em. Còn bây giờ thì mình phải về nhà mình đòi lại tiền lì xì của mình đây. Không thôi tí nữa mình qua mình hút banh cái nhà bà Ca Mui luôn á. Gầm lên. Yeah. Ok, đi thôi.